Xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ tháo cái máy Samsung nha. Đây là Samsung đời A20. Thì để mà đầu tiên chúng ta tháo thì chúng ta coi như là chúng ta đặt lên bàn nhiệt để cho nó nóng lên trước nè. Thì ra. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái mỏ khò. Chúng ta sẽ đưa ra lên đây cho nhiệt nó nóng cái keo khoảng 70 đến 80 độ C ha. Đối dòng này thì chúng ta tháo nắp dưới nè, chúng ta dùng một cái cây nạy mà nạy mỏng á, các bạn sẽ nạy ra. Thì đây nhiệt độ khoảng chừng lên nhiệt độ khá là nóng đi, khoảng chừng là 70, 80 độ C. Thì lúc đó là keo nó muốn rã hết rồi đó các bạn. Thì các bạn khò nóng như thế thì nó sẽ rất là dễ ra, thấy chưa? Đó. Bây giờ dưới đây mà nó hơi nóng quá, chưa có thể được ra được, các bạn sẽ hơi nóng lên. Đây là cái máy là mình tháo nắp lưng ra đây. Rồi, đây như sau. Nội thất bên trong đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái gì đây. Nó sẽ có bao gồm nè. Thứ nhất là về pin nè, cáp màn hình nè. Đó. Một cái nữa là cáp về đường cáp sạc ở dưới lên. Chúng ta tháo ra hết ha. Đây là mình sẽ tháo ra. Để mà tháo ra được, chúng ta sẽ tháo hết toàn bộ về ốc ra. Đây là cái máy hôm nay là mình sẽ đưa ra cái hướng gọi là tháo máy Samsung A20. Thì lý do máy này vẫn đang bị vào nước, vô nước ha. Thì khi mà sấy, khi mà tháo ra thì chúng ta để chúng ta sấy, bắt buộc chúng ta phải tháo hết toàn bộ ra, chúng ta mới có thể là sấy được. Các bạn để nguyên cái mà các bạn sấy thì nó không có hiệu quả, thậm chí là có thể dẫn đến là chết máy nữa các bạn. Chúng ta lưu ý ha. Rồi. Ở đây là chúng ta sẽ tháo toàn bộ ốc ở đây ra. Rồi. Tiếp tục nữa về mặt bên đây. Các bạn cũng tháo ra luôn. Đó. Thì mình sẽ tháo hết nè. Đây là tháo dòng máy Samsung A20. Đó. Nó tới còn 3 con ốc nữa. Chúng ta phải tháo ra. Rồi. Đây là con ốc cuối cùng để chúng ta tháo. Thấy chưa? Chúng ta sẽ tháo ra như thế này. Thì lúc này các bạn nhìn thấy là sẽ có khe sim. Khe sim ha. Đây. Thưa các bạn, bây giờ các bạn sẽ chúng ta sẽ tháo khe sim ra nè. Được chưa? Đó. Thì chúng ta nhấc ra. Nhấc sim ra. Đây là sim ha. Và lúc này là chúng ta vỏ đây, các bạn sẽ nên này mở cái sườn máy ra nè, sườn máy bằng nhựa ha, thấy chưa? Đây là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được và chúng ta sau này các bạn có thể tự làm được, thấy chưa? Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây là cái vị trí loa nè, lát nữa mình sẽ sấy cái này, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta nhìn thấy là đây là vị trí về pin, chúng ta phải cách ly nguồn pin ra, thấy chưa? Để tránh trường hợp về như là để bị chạm mặt trên đây. Và cái cáp
cáp này cáp còn sóc két ở dưới nè, để trên sạc nè, chúng ta cũng nhấc ra luôn. Rồi ra tiếp tục, đây là cáp của màn hình, cáp màn hình thì các bạn sẽ nhấc lên đây đó, cho nhấc ra thì lúc này là chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ tháo này ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nhấc này ra nè. Thấy chưa, ở đây các bạn sẽ có gì đây, nhấc con ốc này ra đó, nhấc này ha, đây rồi, đây đây thưa các bạn, đây là hai cái anten các bạn phải nhấc ra, đây là cái bo mạch nè các bạn thấy không đó, thì lấy là nước nằm trên camera đây là mình sẽ thấy thấy cũng khá là nhiều nước, và nước đi vô đường khe sim này các bạn nhìn thấy giấy quỳ đổi không, đổi màu nè, và đây là bo mạch dưới đây cũng vậy luôn, cũng là có thể là nước đi vào đường khe ở dưới chân sạc nè đưa lên. Dòng này là dòng A20 không có chống nước, nên khi chúng ta có thể để là nước đó đọng dưới đây đó. Về cơ bản là các bạn sẽ nhìn thấy là sao, chúng ta tháo ra như thế này thôi, khá là đơn giản, không có gì khó hết. Được chưa, main bo đây chúng ta tháo sạc cáp ra nè đó, đây là bo mạch phía dưới, đây là cái main bo, pin các bạn muốn tháo được các bạn nhấc này ra thôi là ra được đó. Thì bên cơ bản một cái dòng máy mà của Samsung A20 và những cái dòng máy của như là đời A30, A40, A50 gì đó có thể tháo gần như từ tương tự, các bạn thấy dễ không. Rồi trên đây là cơ bản về tháo một dòng máy, để mà chúng ta muốn sấy được cái máy này thì các bạn sẽ nhìn thấy là sao, trên mà sấy được cái máy như thế này các bạn sẽ dùng mỏ khò, chúng ta hơi nóng lên nha, và đây là vị trí về vân tay nè, nhiệt độ chúng ta hơi một lúc để cho khô thật khô hết thì máy sẽ lên lại bình thường, khả năng lên cao nếu như chúng ta không làm chậm chặt. Rồi trên clip này thì lát nữa các bạn sẽ thấy đây, đây mình đưa ra hướng là hướng tháo thôi. Rồi clip mình xin tạm dừng ở đây nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình ha. Thì ở đây các bạn sẽ có những gì thắc mắc chúng ta có thể liên hệ là 0922 422 422. Xin chân thành cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.